Hello mọi người, chào mọi người đã đến với kênh của mình. Và hôm nay mình sẽ gói hàng cho hai bạn khách của mình nha. Thì một bạn học chung lớp với lại là một bạn học chung trường. Thì mình đã order cho bạn học chung trường của mình là hai set kẹp rất là xinh luôn nha. Và bạn ấy có mua bên mình một cái ống cắm bút hình con thỏ rất là xinh luôn. Và em ý cũng là một khách quen bên mình ý mọi người. Nói chung là mua cũng nhiều lần rồi á. Đơn tiếp theo là đơn của một bạn chung lớp với mình. Thì bạn ý mua của mình một cái túi gấu dâu và xếp ba kẹp thỏ. Và kẹp bạn ý cũng đã mua hết mình luôn rồi mọi người ơi. Và bạn ấy kẹp đầy đầu luôn á mọi người, rất là dễ thương luôn. Và kẹp này là kẹp handmade, là kẹp mà mình tự làm ý, nên là nó giá hơi cao một tí, tại vì mình không có lấy lời, mình chỉ lấy công thôi ý. Với lại là phí gói nữa nên là giá hơi cao một chút xíu. Bây giờ mình sẽ gói vào túi cho bạn ý nha. Và niêm phong một chiếc sticker siêu 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 dễ thương luôn.